Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cự lem con tóc cặn có ký hiệu là ANC chạy trên nền tảng của Tira các bạn. Thì chương trình Adobe này, cự lem này nó chỉ dành cho những bạn nào đã stacking con Luna hoặc là hold con Luna các bạn. Rồi thì để cự lem được thì các bạn cần copy dưới phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Thì con tóc cặn ANC này 3 đô cho một tóc cặn nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Thì tùy theo số lượng các bạn sẽ tách ra hâu các bạn claim nha các bạn. Vì mình khi vào các bạn connect dí nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect dưới cái địa chỉ dí Tira của mình các bạn. Vì mình đã connect rồi các bạn. Rồi mình thoát ra mình connect lại. Rồi khi vào thì các bạn bấm vào một mũi này nè các bạn. Là bạn connect nha các bạn. Connect dưới Tira xanh của tất cả các bạn nè. Dưới này nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào claim nè các bạn. Thì các bạn cần có một chút phí là UST như bạn 0.52. Mình claim được 0.000 tám tóc cần ngày này sẽ. Rồi các bạn claim nữa nha các bạn. Để mình giữ tóc cần này sau này biết đâu có Adobe nữa sao. Chứ thấy lỗ luôn. Rồi bạn vào claim. Rồi các bạn bấm vào Sinin nha, màu xanh nè. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm Complete các bạn. Thì bạn nào không có biết chuyển đổi phí ra thì xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn chuyển cầu để có phí ra UST nha các bạn. Thì mọi thông tin mình có để dưới link mô tả cho các bạn. Rồi để mình coi mình claim được chưa. Ok. Ủa, claim lần nữa được hết ta. Rồi sau đó mình copy cuốn sách đó mình qua trang chat mạng Tira coi nó về chưa nha các bạn. Mình copy nè. Thì trang chat mình có để cho mình link mô tả cho các bạn luôn đó. Về chưa ta? Rồi nó về 0.00 867 tóc cặn ACN nữa các bạn. Rồi. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.